Hôm nay tôi sẽ kể về Nguyễn Cơ Thạch. Ai đi qua đây mà không biết ông này là ai thì hãy xem hết video này. Vào năm 1954, chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc, buộc thực dân Pháp phải ký kết vào Hiệp định Geneva. Vào năm 1958, Bác Hồ dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam sang thăm Ấn Độ. Ấn Độ đang giữ vai trò là trưởng ban quốc tế giám sát việc thi hành Hiệp định Geneva và Nguyễn Cơ Thạch đang làm tổng lãnh sự tại đây. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, chuyến thăm của Bác cực kỳ thành công, Bác Hồ đã khen ngợi tổng lãnh sự quán và đặc biệt khen ngợi đồng chí Nguyễn Cơ Thạch là người đóng góp chủ yếu vào chuyến đi của Bác. Vào năm 1973, diễn ra Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây là cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông phụ trách giúp theo dõi và nghiên cứu về cuộc đàm phán. Đến cuối năm 1972, ông đã trực tiếp phụ trợ cho ông Lê Đức Thọ. Trong quá trình đàm phán, ông luôn bám sát lập trường, tham mưu, dàn xếp các thỏa thuận, tham gia nhóm soạn thảo các văn kiện ký kết tại hội nghị. Những gì phía bên Mỹ đưa ra nhằm làm lệch hướng thi hành hiệp định đều bị ông bác bỏ một cách vô cùng thuyết phục, từ đó giúp ta giành thắng lợi trên bàn đàm phán.